dùng hóa chất để làm trái cây chín nhanh chóng để đưa ra thị trường, tin từ Đắk Lắk. Tình trạng dùng hóa chất làm trái cây chín nhanh chóng để đem bán đang đe dọa sức khỏe của người dân Việt Nam. Những trái mít, sầu riêng, chuối xanh non tạm hóa chất chỉ sau một đêm đã bốc mùi thơm để thương buôn đem ra bán thị trường. Giữa mùa mít, hàng trăm thương buôn lùng sục khắp các vườn ở Đắk Lắk, Đắk Nông để thu gom mít trái về ép chín, bốc muối, nhập cho đại lý thu mua kiếm lời. Các nơi bán mít trong tỉnh Đắk Lắk đều có tình trạng giống nhau là dơ bẩn, ngổn ngang chai lọ, bao bì đựng hóa chất. Những trái mít xanh vừa hái nằm lăn lóc giữa sân, công nhân cầm dao bổ mít, bóc tách muối ngay trên nền xi măng dơ bẩn. Các thùng giấy đựng đầy thuốc phân bón, thuốc dán nhãn hiệu Trung Cộng. Một công dân cho biết mít xanh vừa hái trên cây xuống, nếu để chín tự nhiên phải mất 10 ngày, nửa tháng. Nhưng dùng thuốc chích nhanh, ngày hôm sau mít chín đồng loạt mới có đủ hàng đều đặn cung cấp cho đại lý. Loại thuốc thường dùng là hoa hỏa làm chín trái cây. Mỗi gói thuốc có 20 ống, kích thước bằng ngón tay út, dài khoảng 2 phân. Chỉ cần pha 6 lọ hóa chất với nửa lít nước, dùng que sắt dùi lỗ trên các quả mít, rồi đổ hỗn hợp thuốc vào, chỉ sau một đêm mít chín. Các đại lý sau khi mua giao cho một số cơ sở chế biến mít sấy khô, một chuyên viên cho biết các loại thuốc hoa quả, thúc chín tố và HBC97HX đều là phân bón. Mỗi ngày, bà LTC ở xã Aken, huyện Đông Bắc cung cấp cho đại lý thu mua hàng tạ muối mít ép chín bằng hóa chất. Xưởng làm mít của bà ta là bãi đất trống bên hông nhà, gần chuồng bò, quả mít đặt trên nền đất để bổ. Muối mít đựng bằng những chiếc rổ nhựa đen cũ ngòm. Bà C xác định các cơ sở làm mít đều sử dụng các loại thuốc phân bón, thúc chín mới có lời. Tại hai huyện Krông Bắc và Ika, tỉnh Đắk Lắk, có hàng trăm cơ sở tư nhân chuyên đi gom mít trong và ngoài tỉnh về bóc tách muối, cung cấp cho các đại lý thu mua. Ngoài mít, các loại hóa chất trên còn được sử dụng ép sầu riêng, chuối để chín nhanh, đều và đẹp.